Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý vị thân mến, trong cái video hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là tốt quan giáp, vét hết tiền của thiên hạ cho vào kết sắt, vận đào hoa vực sáng trong tháng 3 của năm 2020 này. Thì dưới đây là những con giáp may mắn vét hết tiền của thiên hạ cho vào két sắt của mình, tha hồ tiêu xài, mua đồ, đi du lịch trong tháng 3. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những con giáp này. Con giáp thứ nhất đấy là con giáp tuổi Tuất. Theo tử vi mới nhất, tuổi Tuất là con giáp may mắn hốt hết tiền của thiên hạ cho vào két sắt. Vận trình của bạn ngày càng hanh thông, một bước lên mây. Tháng 3 này bạn nhận được khá nhiều tin vui về đường công việc. Những công sức của bạn đã đổi lại nhiều thành tựu lớn khiến ai cũng ngưỡng mộ. Thời điểm này bạn có nhiều lời mời tham gia tiệc tùng, nhờ vậy mà bạn gặp được khá nhiều bạn mới. Người độc thân thoát ế trong chớp mắt, người có gia đình, người yêu nhận được nhiều tin vui về chuyện tiền bạc. Nói chung vận trình của bạn trong thời điểm này vô cùng sáng chói, làm một hướng 10 tha hồ mua sắm đi du lịch đó đây. Và con giáp thứ hai đấy là con giáp tuổi Dần. Theo tử vi 12 con giáp, Dần được cấp trên khen thưởng, cân nhắc cho lên vị trí cao hơn. Lương thưởng của bạn đổ về liên tục, tiêu xài không hết. Điều này giúp vận trình của bạn vô cùng hanh thông, thuận lợi, nhưng đúng theo cái kế hoạch của mình, Dần không còn lâm vào cái cảnh nợ nần. Như trước đây, việc bạn làm đều được công nhận, đạt được cái thành tựu lớn ngoài mong đợi. Bên cạnh đó, nữ tuổi Dần là con giáp đào hoa, nam tuổi Dần đi đến đâu cũng trở thành trung tâm nổi bật, thu hút nhiều người. Vận tình duyên của bạn vô cùng tốt, hãy nắm bắt cơ hội này để tìm cho mình ý trung nhân, tâm đầu ý hợp. Và con giáp cực kỳ may mắn thứ ba đấy là con giáp tuổi Ngọ. Đường tình duyên, tiền bạc của Ngọ vô cùng hanh thông, vượng sắc. Những cái dự án của bạn cuối cùng cũng đạt được kết quả như ý. Trong công việc, bạn có cơ hội thể hiện hết những cái tài năng của mình. Và trong cái chuyện tình cảm, bạn nhận được khá nhiều lời tỏ tình, tán tỉnh. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc về những cái mối quan hệ mới, vì có rất nhiều người đang lợi dụng lòng tin để hãm hại, chơi xấu sau lưng bạn. Hãy sáng suốt để không bị mắc lừa cả về tình lẫn tiền. Quý vị thân mến, như vậy là trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là top con giáp vét hết tiền của thiên hạ cho vào két sắt, vận đào hoa vượng sắc trong tháng 3 của năm 2020 này. Và chúng tôi đã chia sẻ đó là những con giáp nào và con giáp đó có thuộc vào các bạn hay không, thì các bạn đã biết qua nội dung mà chúng tôi đã chia sẻ rồi. Và cuối cùng xin được chúc quý anh chị và các bạn thuộc những con giáp trên luôn gặp được những điều may mắn trong cuộc sống, thành công rực rỡ hơn nữa. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video, và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi, hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình, và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.